những trường hợp doanh nghiệp bị khóa mã số thuế. Thứ nhất là không hoạt động tại trụ sở đăng ký kinh doanh. Cán bộ quản lý thuế kiểm tra trụ sở công ty nhưng không thấy trên biển hiệu hoặc không có hoạt động tại địa chỉ công ty đã đăng ký. Thứ hai là doanh nghiệp không kê khai thuế. Có nhiều doanh nghiệp mới thành lập không có phát sinh doanh thu và chi phí nên nghĩ là công ty mình không cần phải kê khai thuế. Nhiều công ty cứ nghĩ là có phát sinh doanh thu thì mới nộp, vì doanh nghiệp không phát sinh doanh thu hy vọng phải kê khai thuế. Công ty bạn phải kê khai thuế thì cơ quan thuế mới biết là công ty bạn không phát sinh hoạt động. Nếu không kê khai thuế, công ty bạn có thể bị cơ quan thuế nghĩ là có hành vi gian lận thuế, trốn thuế hay là công ty ma, công ty lập ra để thực hiện mua bán hóa đơn và nhiều vấn đề khác nữa. Thứ ba là không nộp tiền thuế. Khi doanh nghiệp có phát sinh số thuế phải nộp thì trong thời gian 90 ngày thì doanh nghiệp phải nộp số tiền thuế này. Nếu quá thời gian 90 ngày mà doanh nghiệp không nộp tiền thuế thì doanh nghiệp bị cưỡng chế số thuế phải nộp, thậm chí có thể bị khóa mã số thuế. Thứ tư là không phản hồi thông báo của cơ quan thuế về các vấn đề nêu trên. Khi cơ quan thuế gửi thông báo quá 3 lần hoặc thường cơ quan thuế gửi bị hoàn trả do công ty không hoạt động tại địa điểm kinh doanh. Thứ năm là doanh nghiệp không treo biển hiệu. Thứ sáu, bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Rohiko đồng hành cùng doanh nghiệp bạn.